Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được sư Minh Lợi giảng kinh Tăng Chi Bộ và thầy Minh Hạnh giảng kinh Thắng Màn. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học Tăng Chi Bộ kinh, sư Minh Lợi giảng phần 2 của bài kinh Xuất Hiện thuộc phẩm Kẻ Chiến Sĩ, Dương Ba Pháp. Trong phần chánh văn, Đức Phật dạy chư tỳ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, thì tất cả các hành là khổ. Nền giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy luôn đề cập đến tam pháp ấn, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là ba dấu ấn mang tính pháp định, dùng để ấn chứng, chứng nhận tính xác thực của chánh pháp. Sư giải thích thêm trong tư tưởng Đại Thừa, con người sống giữa cuộc đời vẫn có thể có niềm vui. Con người chỉ khổ khi mất chánh niệm. Người theo tư tưởng Đại Thừa sống hiên ngang giữa đời, nhận định khổ, không tham gia nên có được sự an lạc. Thầy Giáo Thọ giải thích vì sao chúng sanh khổ. Mọi sự khổ đều bắt nguồn từ nội tâm bất an và có cội rễ từ vô minh và ái dục. Tuy vô thường là nguồn cội của mọi khổ đau, nhưng nguyên nhân chính của sự khổ đau nằm ở nhận thức và thái độ sống của chúng ta. Sự vật luôn biến đổi vô thường mà chúng ta cứ tưởng là thường còn. Chính nhận thức sai lầm này tạo ra mọi khổ đau. Lại nữa, chúng ta suốt đời quay cuồng trong năm dục, mải chạy theo tài sắc danh thực thùy, không thỏa mãn lòng mong đợi khiến ta khổ, thỏa lòng mong đợi nhưng không giữ được lâu dài khiến ta khổ. Đức Phật dạy cho ta nhận thức được cuộc đời là khổ. Nếu ta biết buông bỏ thì ta sẽ có được sự an lạc. Người học đạo chỉ với mục đích giác ngộ và giải thoát. Nhờ đến lớp học mà chúng ta có cơ hội học những bài kinh này. Qua những bài kinh này, Đức Phật chỉ dạy những kiến thức để giúp ta nhận diện khổ đau, để từ đó biết chấp nhận, đồng thời tìm ra nguyên nhân và phương pháp để lìa bỏ khổ đau. Thầy khuyên hàng ngày chúng ta nên quán chiếu tất cả danh vọng, dục ái là khổ đau, tất cả các hành là khổ. Ta cần phải thấy rằng, cái vui tạm bợ không giống với cái vui niết bàn. Cái vui tạm bợ cần có điều kiện, do đó luôn chứa chất mầm mống của sự khổ đau. Còn cái vui niết bàn là sự vắng mặt của tất cả các phiền não. Đó là Phật tánh của ta, là mục đích của người tu. Trong giờ học Thắng Màn giảng luận, thầy Minh Hạnh giảng tiếp phần thực tiễn hành động và sở học bao la của chương tư tưởng chủ đạo. Thầy khuyên học viên nắm rõ tư tưởng chủ đạo của bộ luận này để những ai có hạnh nguyện muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải hiểu thế nào là hành Bồ Tát Đạo. Có hai con đường tu giới, định tuệ để đạt đến cứu cánh Niết Bàn và con đường chìm đắm trong tham sân si với bao khổ đau trong sinh tử luân hồi. Ngay cả con đường đi đến cứu cánh Niết Bàn, nếu chúng ta chỉ học mà không hành thì ta vẫn chỉ sống trong cái tưởng, vẫn bị khổ đau. Bồ Tát có thể là người thầy, người bạn, người thân xuất hiện, chỉ cho ta con đường đi đúng để thoát khỏi khổ đau. Thầy cũng dạy rằng, trong quá trình hành Bồ Tát Đạo, nên phải tự lượng sức mình. Như một người biết bơi ở hồ, chưa chắc biết bơi ở biển, thì không thể cứu người ở biển. Cho nên, thực tiễn hành động của Bồ Tát chia ra nhiều cấp độ, nhiều lãnh vực và nhiều hoàn cảnh. Bồ Tát học được hạnh gì? Và mục đích hành Bồ Tát Đạo để đạt kết quả gì? Học viên phải biết rõ, ta đang học để hành Bồ Tát Đạo hay ta đã rốt ráo để hành Bồ Tát Đạo. Một khi đang học và hành với tâm tham, sân, si thì không thể cứu độ được ai. Ví như có người hành Bồ Tát Đạo theo hạnh bố thí, biết tự hỏi chính mình đã rốt ráo với việc bố thí đó chưa? Hãy nên cẩn thận, đừng cho rằng mình đang hành bố thí ba la mật. Vì không khéo, mình sẽ rơi vào giới vọng ngữ. Để đạt đến chỗ rốt ráo, thì ta cần phải nắm vững lục độ ba la mật theo tinh thần Đại Thừa. Gần gũi thiện tri thức để học hỏi Bồ Tát Hạnh. Đó là ý nghĩa của đoạn kinh Ngài Văn Thù tán thán thiện tài đồng tử.
Ngươi đã phát tâm vô thượng chánh giác, lại còn mong mỏi gần gũi thiện tri thức để học hỏi Bồ Tát hạnh. Thắng Man Phu Nhân không chỉ phát chí nguyện đại thừa mà còn kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy. Nhân cách vĩ đại của Thắng Man Phu Nhân không phải vì bà là Vương Phi mà là vì chí nguyện và những thực tiễn hành động của bà. Nhân cách của bà là sự đại diện cho khả năng hướng thượng của chúng sinh. Thắng Man Phu Nhân cũng nêu ra những hành động thực tiễn mà người nữ có thể làm được. Điều đó cho thấy tùy theo căn tính mà môi trường thực hành Bồ Tát Đạo khác nhau, cùng một mục đích lý tưởng, cùng một Phật tánh bình đẳng, nhưng chúng sanh căn tính vốn dị biệt. Vì vậy, Bồ Tát phải tùy vào sự cần thiết của chúng sanh mà chỉ cho họ pháp tu để thoát khỏi khổ đau. Khi ta sống trong sự khổ đau, sự xuất hiện của Bồ Tát là để giúp thân và tâm ta vượt khổ. Để hiểu rõ Phật tánh của mình, Thắng Man Phu Nhân bắt đầu bằng sự nhận định về thực trạng của sanh tử luân hồi. Đây là khởi điểm của cả Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Thầy nhắc rằng, đứng trên tư tưởng Nam truyền thì không có sự phân chia ra các thừa này. Chúng ta luôn sống trong khổ đau vì ta luôn lo sợ sự sống và sự chết. Hàng Thanh Văn nhận rõ thực chất sanh diệt của đời sống nên các ngài thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn Bồ Tát thì nhận thức về sự hư ảo của cuộc sống nhưng có tầm nhìn phổ biến hơn. Bồ Tát phát hiện hai hình thái của sinh tử là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Do vô minh che lấp, chúng ta không thấy được biên tế của sự sống và sự chết. Chính vì do không thấy được sự sống chết trong từng sát na nên khi gặp khổ đau, ta luôn cầu nguyện Bồ Tát. Đây chỉ là hình thức làm thỏa mãn cái tưởng của mình. Bồ Tát sau khi thấu rõ thực chất của đời sống, hiểu rõ tính chất vô thường của sắc thân, diệt được phần đoạn sinh tử, nhưng vì vô minh vẫn còn nên vẫn còn sợ hãi về biến dịch sinh tử. Nghĩa là Bồ Tát vẫn còn quanh quẩn trong sinh tử luân hồi. Bồ Tát ở thế gian thì vẫn còn là vô trụ xứ Niết Bàn. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng cũng như các chương trình Hoằng Pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật Quốc.org. Trân trọng kính mời quý vị hãy đến tham dự chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Thầy Đồng Viên sẽ giảng nhị khóa hiệp giải và sư Minh Hạnh dạy kinh Thắng Man. Kính mong quý học viên hãy đến lớp thật đông đủ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email thường xuyên để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi đóng góp hoặc thắc mắc kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.